Trưa hôm nay thì cái việc mà cẩu những container lên xà lan buộc phải dừng lại bởi vì nước đã xuống rất thấp. Đến 21 giờ đêm nay thì việc cẩu những container lên xà lan mới được thực hiện trở lại. Một việc nữa là giải phóng số lượng dầu trên chiếc tàu chìm này thì cũng gặp nhiều khó khăn. Sáng hôm nay thì lực lượng người nhái cũng đã khảo sát cái đường mà đưa đường ống vào và đến chiều hôm nay thì đã lặn vào trong khoang tàu để tiến hành đặt những ống mà hút dầu ra bên ngoài. Sông Vòng Tàu là luồng hải chính đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Vũng Tàu và ngược lại. Và qua trao đổi thì cái việc trục vớt mà giải phóng con tàu này có thể hơn một tháng. Và hiện nay thì cảng vụ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản hạn chế các loại phương tiện đi qua luồng hàng hải này.